Thưa quý vị, hàng năm cứ vào dịp lễ hội với bà chúa xứ núi Sam, thành phố Châu Đốc thu hút hàng triệu lượt khách du lịch đến tham quan cúng bái. Do đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội nói chung và trật tự an toàn giao thông nói riêng sẽ có những diễn biến phức tạp. Để phòng chống tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông vào những ngày cao điểm thứ Bảy và Chủ nhật, Công an thành phố Châu Đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Theo đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mùa lễ hội quốc gia với bà chúa xứ núi Sam, nhất là cao điểm thứ Bảy và Chủ nhật, Công an phường núi Sam phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Châu Đốc cùng các lực lượng đã tiến hành tuần tra kiểm soát và giải tỏa lòng lề đường khu vực vào miếu bà chúa xứ để tạo thuận lợi cho du khách tham quan, đồng thời kịp thời giải quyết những trường hợp ùn tắc giao thông cũng như lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè ở khu vực miếu bà chúa xứ núi Sam. Chủ động nắm chắc tình hình các hoạt động của bọn tội phạm, rà soát đối tượng có biểu hiện hoạt động ảnh hưởng đến an ninh trật tự, tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Công an phường đã phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ, đoàn quỹ của công an thành phố, các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh, các ban ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, khách hành hương nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, phối hợp tuần tra kiểm soát, giải tỏa các hộ kinh doanh, mua bán, lấn chiếm, lòng lề đường, vỉa hè, làm cho đường thông hè thoáng, thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông đi lại, tham gia hướng dẫn điều tiết các phương tiện giao thông đi đúng đường, đúng tuyến, đảm bảo giao thông trên địa bàn phường được thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông vào cao điểm các ngày thứ Bảy, Chủ nhật trong tuần. Vào thứ Bảy, Chủ nhật thì đoàn cũng phát động là phối hợp với đoàn các cái phường xã và đoàn cơ ngành, các chi đoàn kết nghĩa tham gia cùng với cái lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, công an phường núi Sam, rồi các lực lượng của tỉnh để nhằm tuyên truyền phòng chống tội phạm, rồi đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng lề đường, rồi giải tỏa các cái điểm ùn tắc giao thông cho nhân dân du khách đến cúng bà được an toàn, văn minh du lịch. Đoàn cũng đã thực hiện cái mô hình tuyên truyền phát cẩm nang phòng chống tội phạm, rồi hướng dẫn du khách đến cúng bà những điều nên làm, không nên làm, rồi cung cấp số điện thoại, đường dây nóng của lực lượng công an thành phố để người dân, du khách kịp thời phản ánh các cái điểm nóng về giao thông, rồi các hành vi chèo kéo, lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Để công tác đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày cao điểm, bến phà Châu Giang phối hợp cảnh sát giao thông thành phố Châu Đốc đã tổ chức phân luồng vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực. Ngoài ra, lực lượng công an thành phố Châu Đốc, công an các phường triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, tăng cường phối hợp ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực giao thông phức tạp có nguy cơ cao về ùn tắc giao thông, xây dựng phương án biện pháp tổ chức điều tiết giao thông để giải quyết kịp thời khi xảy ra ùn tắc, xây dựng phương án phòng chống ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, tăng cường tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường. Ngoài ra, cảnh sát giao thông thành phố Châu Đốc còn phối hợp thanh tra giao thông tổ chức phân luồng cho các phương tiện đi đúng luồng tuyến nhằm không để xảy ra ùn tắc giao thông. Để tiếp tục đảm bảo an ninh an toàn cho du khách đến thành phố Châu Đốc nói chung cũng như khu vực phường núi Sam nói riêng để tham quan du lịch hành hương, nhất là vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, thì công an thành phố Châu Đốc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh là bố trí là tổng số là 12 chốt, 2 tổ để mà tuần tra lưu động ở những cái khu vực phức tạp với cái nhiệm vụ là phân luồng phòng chống ùn tắc giao thông, triển khai công tác là thực hiện tốt cái công tác giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường, rồi là cái công tác phòng chống ùn tắc giao thông, công tác phòng chống đua xe trái phép. Qua đó là kiên quyết xử lý các cái trường hợp xe ô tô vào đường cấm, quay đầu, các trường hợp mua bán lấn chiếm, rồi các cái xe đẩy mua bán hàng rong, vân vân. Về cái công tác mà đảm bảo an ninh trật tự, chúng tôi cũng chỉ đạo cho các đội nghiệp vụ của công an thành phố phối hợp với các lực lượng của phòng nghiệp vụ công an tỉnh và các lực lượng có liên quan chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm, nhất là các tội phạm trộm cắp, lừa đảo, cướp giật, đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội như mại dâm, cờ bạc, bói toán, rồi mua bán, gian lận, rồi cò mồi,
chèo kéo du khách, đu bám du khách, qua đó nhằm tạo môi trường an toàn, văn hóa, văn minh, du lịch. Với những giải pháp đồng bộ mà Công an thành phố Châu Đốc đang triển khai thực hiện, tin tưởng rằng mùa lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và ùn tắc ở khu vực miếu bà Chúa Xứ Núi Sam và trên địa bàn thành phố Châu Đốc được hạn chế đến mức thấp nhất.